Ok, xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một video ngắn để mà có thể hướng dẫn mọi người cách sử dụng và lắp đặt một chiếc bông thang một cách đúng cách nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ vào video này nhé. Trước khi bước vào phần hướng dẫn thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho mọi người thấy là một chiếc bông thang nó sẽ bao gồm những bộ phận gì và những cái cấu trúc như thế nào. Ở trước mặt mọi người đây là chiếc bông thang Audio Technica LB120 USB. Thì mình sẽ mượn con mâm thang này mà chúng mình thị phạm cho mọi người xem nhé. Thì về một chiếc mâm thang thì chúng ta cơ bản sẽ có những cái nút chức năng bộ phận nó khá là tương đồng giống nhau. Tuy là có thể là thiết kế của nó sẽ khác nhau về mặt thiết kế, nhưng mà về chức năng á thì nó có những cái chức năng khá là cơ bản giống nhau, như là power nè. Đó. Và cái nút start stop để mà chúng ta dừng hoặc là chúng ta phát đĩa nè. Đó. Và một cái nút chọn cái tốc độ quay của đĩa đây như thế này đó. Và một cái bộ phận quan trọng nó là một cái cụm như thế này, nó sẽ là cho chúng ta gắn tất cả các cái phụ kiện như kim như ở đây và cục đối trọng như ở đây đó, chúng ta gắn ở đây. Thì cái bộ phận này là bộ phận để chúng ta gắn kim để mà chúng ta ghi nhạc lại nè đó. Và một cái nút chức năng anti-tracking như ở đây đó. Thì đây là mình giới thiệu sơ qua thôi, đây là tất cả những cái chức năng cơ bản nhất mà một chiếc mâm thang thường hay có. Để mà chúng ta sử dụng được một chiếc mâm thang một cách đúng cách thì ngoài việc chúng ta mua về xong chúng ta chọn cho nó một cái mặt bàn mặt phẳng bằng phẳng mà cố định vững chắc như thế này là điều đầu tiên. Và điều thứ hai nữa là khi chúng ta ráp vào tất cả các bộ phận lại được hoàn chỉnh như thế này, mình chưa gắn cái cục đối trọng và cái thanh kim rời này nhé, cái này mình sẽ ráp sau cùng. Và khi chúng ta đã hoàn thiện được mọi thứ như thế này rồi thì cái bước đầu tiên mà chúng ta lắp đặt đó chính là chúng ta sẽ cân bằng cái mặt phẳng này trước. Tại sao như thế? Thì các bạn đã biết thì chiếc mâm thang nó sẽ quay đều như thế này, một góc độ rất là đều đấy. Và khi mà cái mặt phẳng của chúng ta nó không có bằng thì trường hợp đĩa nó sẽ chạy, nó sẽ lên xuống như thế này đó. Thì khi mà nó bị như thế thì thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của bài nhạc. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cái kim của mình. Thì cái kim này bình thường thì nó tùy theo vật liệu mà nó sẽ có gì đó ảnh hưởng đến cái mũi kim này. Và để mọi người có thể cân bằng được mặt phẳng này thì chúng ta sẽ cần đến một cái cây thước thỉ như thế này. Thì cái cách nó rất là đơn giản thôi mọi người. Thì chúng ta cứ đặt một cái góc ngang như thế này. Đầu tiên một góc ngang. Thì mọi người thấy là cái mực nước nó đầy ở giữa đây đúng không? Nó là đã cân bằng nè. Chúng ta xe vào góc đây. Đó. Là bước thứ là cái thứ hai đây, nó như thế này. Đó. Và để kiểm tra một cách chính xác nhất là chúng ta sẽ để một cái góc chéo như thế này. Đây mọi người thấy. Thì mực nước khi mà chúng ta góc chéo ở giữa này thì chúng ta sẽ xay cái mâm thang một cách nhẹ nhàng nhất. Đấy, chúng ta kiểm tra từ từ thôi nha. Nhẹ nhàng nhất. Đó, thì mọi người thấy là cái mực nước nó vẫn ở giữ ở cái tâm của cái thước thỉ này. Thì đó, đây là chính là cách đầu tiên, là bước đầu tiên. Và đây là bước đầu tiên mà chúng ta cân bằng cái mặt phẳng này trước. Tiếp theo là bắt đầu mình sẽ lắp cái kim vào. Lắp cái cục đối trọng vào. Thì đầu tiên mình sẽ lắp kim vào. Thì cái kim này thì mình lắp vào đây. Nó có một cái khớp mọi người. Chúng ta xay lên thôi. Mọi người đừng có đè nha. Chúng ta cứ đưa nó vào cái khớp xong rồi chúng ta xay cái ốc lại đây nè, chúng ta siết lại thôi. Nó tự động chạy vô chứ mình không cần phải đè gỉ gì hết ạ. Và tiếp theo là cái cục đối trọng. Đây, xay vô. Đấy. Đấy. Rồi xong. Tiếp theo là bước thứ hai. Bước này chúng ta sẽ cân bằng cái kim này. Đây là một bước khá là quan trọng, vì nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng bài hát cũng như là ảnh hưởng đến cái độ bền của cái kim này. Đối với cách này thì mình hướng dẫn theo một cái cách gọi là dễ hiểu nhất và đơn giản nhất có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Thì nói chung là đây là một cái cách mà mình hay hướng dẫn khách ở đây và cũng như mình test nhạc nhanh ở đây. Thì mọi người có những cái cách nào hay hơn thì có thể comment ở phía dưới nha. Thì đây, đầu tiên thì chúng ta sẽ mở cái nút giữ cái thằng lẫy để mà giữ cái kim này. Chúng ta sẽ qua con kim qua đây. Rồi mọi người lưu ý nha, chúng ta sẽ để cái kim ở hạ cái cần này xuống nè, cho trạng thái của cái cần này là đang trạng thái mở để mà chúng ta nhé.
Thì mọi người lưu ý là đây, khi mà chúng ta cái kim nó là tự do nè, đó. Thì như thế này là gọi là cái kim đang gọi là cái lực đè của cái kim nó đang nặng hơn nè. Nó chúng ta sẽ nới cái cục đối trọng ở phía sau. Nới phía sau. Nới hẳn nhiều lên. Và cái mình nhấn lên thấy nhiều lên. Đấy, mọi người thấy là cái kim nó có chút ngóc lên nè. Đấy, ngóc lên nè, đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao chúng ta cân bằng cái cục đối trọng này mà chúng ta nó bây giờ chúng ta sẽ cân bằng cục đối trọng này một cách cho cái cân này nó cân bằng tự nhiên nhất có thể, tự nhiên nhất có thể nha mọi người. Đây nó còn được mọi người, rồi cũng phải tua lên em làm xong cái. Thì sau khi mà mình đã xoay cái cục đối trọng này và tìm ra được một vị trí cân bằng tự nhiên nhất có thể, mọi người thấy nè, là cái kim nó sẽ ở mức lơ lửng như thế này và không có đè xuống quá như hồi nãy và cũng như không bị ngóc cái đầu lên quá đó. Thì sau khi chúng ta đã xong bước này thì chúng ta mọi người để ý là trên cái cục đối trọng của mình nó có những con số như này, thì mọi người sẽ cho nó về không giúp mình nha. Đây về không, đây để chúng ta đánh dấu, đây là đánh dấu, đây là cái điểm cân bằng không. Đây thì tùy theo cái mũi cái kim rời của mũi thương hiệu nó sẽ cho chúng ta ở một cái khối lượng cho phép để mà chúng ta dùng cái lực của cái đối trọng này nè, nó ghi cái kim xuống. Thì như mình nhớ không nhầm á thì cái mẫu Autotica này, thì cái mẫu kim này á là thông số hãng cho phép chúng ta là hình là ở khoảng 2 gram, chúng ta sẽ tăng lên khoảng 2 như thế này, chúng ta tăng lên 2. Đấy, lúc này là kim sẽ có một cái lực đè khoảng 2 gram nè, đó. Đây đầu đoạn kim nó sẽ có một cái lực đè của cục đối trọng xuống này khoảng 2 gram. Đó, nếu mà mọi người có kỹ hơn, nếu mà mọi người kỹ hơn, chúng ta sẽ dùng một cái cân nhỏ nhỏ ở đây, nhưng mà thấy hơi phức tạp quá. Thì như thế này, đó, như vậy là cơ bản đó mình đã xong về phần cân kim. Và mọi người có thể để ý đây là một cái nút anti cracking như ở đây. Đây. Thì cái này có chức năng nó là gì thì mình cũng giải thích sơ qua luôn cho mọi người hiểu, là khi mà chiếc mâm than nó hoạt động, khi mà chiếc mâm than hoạt động thì xu hướng của lực ly tâm khi mà đĩa quay á nó sẽ kéo cây kim này hướng tâm vào trong như thế này. Mình tưởng tượng nha, mình ví dụ nha, đây hướng tâm vào trong như thế này, nó chạy một hướng tâm như thế này mọi người, thì lực kéo nó sẽ hướng tâm vào, thì thằng anti docking này nó sẽ tạo ra một cái lực ngược lại, nó sẽ cân bằng cho cái kim. Ví dụ như nó lực hướng tâm kéo vào ra đây khoảng 2 gram, thì mình sẽ tạo cho nó một cái lực ngược lại là khoảng 2 gram để đẩy cái kim này ra. Mục đích của nó là tránh trường hợp cái kim nó bị mòn một bên và mòn không đều, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của cái kim của mình đó. Thì nhà hãng thì nó cũng cho khá là nhiều cái mức độ lựa chọn của mình đó. Đấy mọi người thấy, tùy theo thông số của mũi kim cũng như là mũi cái thương hiệu mâm than mà chúng ta sẽ chọn cho nó một cái lực nhất định để chúng ta xài sử dụng mà làm sao cho cái kim nó cân bằng nhất. Ok, thì đây là cách mà cơ bản nhất đối với mình, hướng dẫn cho mọi người khi mà mới tập xài chiếc mâm than. Và mình mong cách này có thể giúp cho mọi người có được cái thói quen tốt hơn khi mà chúng ta sử dụng những chiếc mâm than như thế này. Và nếu mọi người thấy là cái cách này nó hay á, thì mọi người có thể cho mình xin một like cho clip video này nhé. Và mọi người có những cái cách khác á, thì có thể comment ở phía dưới để cho mình có thể học hỏi thêm những cái cách căn chỉnh nó tốt hơn, chính xác hơn. Ok, thì bây giờ mình sẽ mời mọi người trải nghiệm thử cái con mâm than này, và cũng như mình sẽ hướng dẫn thêm về cái cách mà khi chúng ta tắt mở một cái chiếc mâm than nó như thế nào. Thì mọi người có thể thấy đây, mình đang ghép với mọi người, trước mặt mọi người đó là mình cái cấu hình của bộ này, và đây là chiếc âm ly đàn ông cặp lo bia ra. Bước đầu tiên của chúng ta chính là mình chúng ta mở nguồn lên. Đây mọi người thấy cái nguồn này nè, đây mình mở nguồn lên đây, và mọi người thấy cái nút start up không, thì mình bấm đây để nó quay đây đó, và cái nút
Đây là chọn cái tốc độ quay của đĩa nè, 33, 45, 33 vòng trên 1 phút và 45 vòng trên 1 phút đây, đó. Dừng lại, đó, không, rất là nhẹ. Thì điều đầu tiên khi chúng ta sử dụng á, chúng ta sẽ mở cái nắp kim này ra này. Đây. Mở cái này lên. Đây. Đó. Và chúng ta sẽ cho cái cần này qua một vị trí mình muốn. Thì mỗi một đĩa than nó sẽ có những cái rãnh như thế này, và mỗi một rãnh đó chính là bắt đầu của những bài hát, bắt đầu của một bài hát mới. Ta sẽ để như thế này và chúng ta sẽ cho đĩa quay. Đấy. Và chúng ta sẽ dùng thao tác gạt cái cần này xuống, hạ cần này xuống. Từ từ. Đấy. Thấy không? Đây, mình sẽ mở mình luôn này. They danced with melodies and songs. Đó. We sang the times. Và khi chúng ta không sử dụng nữa, chúng ta sẽ gạt nó lên. Đó. Nhẹ nhàng thôi, không, đừng có gì hết đâu. Đó, chúng ta nghe nè. We took the road. Lưu ý nha. Đấy. Gạt cái càng này lên nè. Để khi chúng ta ngừng sử dụng. Đó. Và chúng ta sẽ kéo cái kim về vị trí ban đầu. Đó. Chúng ta phá lại. Đó. Và chúng ta dừng đĩa. Chúng ta tắt. Đây. Ok, thì mình đã vừa hướng dẫn cho mọi người xong về cái cách sử dụng và cũng như căn chỉnh cho một chiếc bàn than như thế nào gọi là đúng cách. Thì mọi người thấy video này hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới về những sản phẩm mới mà bên Thiên Vũ đang có. Cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.